Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình bảo dưỡng tiếp sau con bệnh của mình, bảo dưỡng tiếp cái món bánh tráng của thịt luộc chúng tôi thèm và nhẹ xong cái gì cũng thèm hết cả nhà. Cái sức không, đây là mới làm được sức không ăn, sức kiệt kiệt còn xin nhiều cái thở luôn. Mình cũng chia sẻ là lý sao do là không mấy thì tùy nha, không người là sức khỏe họ có sẵn á, làm xong cái họ ăn bình thường rồi đó. Có thời gian là ăn thì tối về họ ăn mình đuối cái bệnh qua, còn mình làm cả ngày mà lắm tối mình không có ăn được những cái chất bảo dưỡng đâu á, không nên làm một bệnh là giật luôn. Kinh khủng lắm, giống như chết đi sống lại luôn á. Hôm qua con thở bệnh là vừa ăn nha mọi người, ăn thật nhiều có sức không mới đi làm nữa. Tính chuyện đi làm là mình không có nghĩ tới chuyện đi làm, không có sức khỏe, sức khỏe là trên hết nha cả nhà. Trời thương cho sức khỏe là không bằng tiền, có tiền có đóng đó mà không có sức khỏe là cũng chết à. Theo mình thấy ở Việt Nam nha, ta cũng không có kiệt sức, làm nhiều dữ là làm nhiều lần là ăn cũng đâu có nhiều chất như bên ví dụ đi như tụi mình bên đây đi, nhưng mà sao họ không có bị mất sức kiệt sức như ở bên Mỹ này nè. Bên Mỹ này làm không có cái thời gian vui chơi đâu cả nhà ơi, sáng em cơm vợ con thử ăn ly cà phê mình còn không uống nữa, em theo ăn chiều về nhà ăn, đóng cửa nấu cơm nấu nước ăn uống xong ngủ cũng vậy, không có cái thời gian đó mà đi chơi tiệc tùng bạn bè hay là đi ra ngồi thư giãn. Giờ Việt Nam hết lâu lâu cái mình đi ăn quán phở quán lẩu ha, ăn món này món kia ra không khí nó trong lành lắm. Thôi cái tiểu bang mình ở đây nó lạnh lắm, cái mùa đông không đi bước lên ra ngoài luôn, mà đi ăn nó xa ơi là xa. Mình cũng chia sẻ qua điều gì cái cuộc sống ở đây mà xa lắm, chỗ mình đi ở đi xuống như cái chỗ mà người Việt Nam họ bán món đen kia đi 1 tiếng đồng hồ chưa tính kẹt xe, đi làm gì mệt 8-9 giờ tối ai đâu mà mình đâu có lái xe thì nổi không giống tù túng trong nhà, thành ra cái tinh thần nó cũng mất đi cái niềm vui ấy. Cảm như mình ăn uống không đủ chất nữa nhặt mình hôm bữa nay mình đỡ lại thấy không cả nhà, không không nay Hồng họ đỡ này uống yến rồi đó, 3 hôm thì làm không có chịu ăn uống tiết kiệm, bây giờ cho tiền bác sĩ ăn mới chịu ăn uống yến luôn rồi, rồi lại sức cho cái uống yến nó tốt hơn thuốc bổ nhiều, thuốc bổ cho mình uống hôm nay quá hết trời đủ thứ loại mà đâu nó đâu có nhờ đâu, yến nó hay mấy bữa nay mình uống mình nó bổ phổi mình mát lắm mà đêm ngủ ngon á. Rồi nha, mình làm clip mình quay là kỷ niệm thôi, tự nhiên mình thích chứ còn mà làm để mà thành YouTube nổi tiếng rồi được subscribe tiền là mình không có ý nghĩ đó, nhưng mà trong cái tâm hồn của mình đó, mình thích cả nhà, mình thích để mình chia sẻ những cái gì của mình trong cuộc sống của mình ở Mỹ này này, mình ăn uống hàng ngày ha, mình gì đó mai mốt mình qua Florida cái thời tiết bên từ bang nắng ấm á, mình nắng ấm lắm quanh năm luôn giống như Việt Nam vậy đó, khi nó mát mát như Đà Lạt ấy. Mình chỉ chia sẻ cho mọi người những cái video clip nó đầy đủ hơn, hay hơn. Ở đây mùa đông nè, tiểu bang này đang mùa đông là không có ra ngoài quay gì được hết. Mời nha. Ngon quá. Ngon. Trời ơi, mình tưởng tượng nó ngon cho tới não tới đầu mình luôn hết ta. Trời ơi, mình cảm nhận luôn á, ngon
Bệnh một tuần không ăn, ăn ối vô thuốc nó giật mình như là tiêm một cái chất gì trong người á. Rồi nằm là thở thơm thớp thớp, mình cứ tưởng mình chết không á. Nhiều mấy lần hết bệnh, mấy bệnh mình thèm. Thèm một thứ á. Thèm như cái gì cũng thèm, cũng muốn ăn, muốn bữa ông xã mình là lau được tùm tập lột cái ổng đủ con bớ ông đi mà lại ông bệnh nằm nghỉ à. Giờ mình ăn. Cái mình làm nổi, mình quằn quằn hồi cái mệt. Sức chưa có, sức khỏe mình chưa có. Ngon á, nó ngon, ngon sao vô trong não trong tim trong đáy mình đi trời, nếu chưa bao giờ mình được ăn luôn á nha, thiệt á, biết có cái tìm gì không biết nữa, những thèm ăn rồi nói là bậy vậy đó. Ăn được lúc nào ăn lúc đó. Ba mà mẹ người ta bày là mình bệnh đó, mình phổi lạnh phổi yếu á, mà ăn tỏi vô cái mình ngâm tỏi nè, mà nó còn the lắm. Ăn nguyên cục ăn nổi đâu, nó còn nữa cay không. Ngon quá. Cây hỏi nó cay xé miệng luôn á. Người cũ à. Chết. Mọi người em còn sống rồi không ta? Mình thì em còn sống á. Mẹ cay lắm nha. Quê ăn à. Ngon quá. Bắt này ngon, mình ăn vô mình cảm nhận nó ngon, ngon sao đâu ngon trời. Năm trời cũng thương mình 100 là ăn ngon rồi nha. Trời thương cho sức khỏe, ăn ngon ngủ được. Bây giờ cái tỏi nó xuống trong cái ngực mình nè, nó xuống vô 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 mình nè, làm nóng à, nóng lắm đây theo nóng nổi cái gạo nữa. Kể nghe, của ông chồng mình bị cảm á, ôi nóng bụng á. Ông nghe mọi người ai bài ổng ăn tỏi cho nó dễ cảm á, nhưng mà ăn tỏi sống nó cay lắm, cái củ tỏi nó to gì mà làm sao ăn tỏi sống nổi. Làm gì à, ăn cơm với mình ông đó, bạn ăn tỏi sống đi tốt lắm mà anh chưa bao giờ anh ăn phải không. Mình thì mình ăn mình biết rồi, mình nói anh ơi anh xách nhỏ nhỏ đang cắn con miếng cho anh ăn viên củ là anh chịu không nổi đâu, cay lắm anh đâu có tin. Cái cay của ớt á còn còn chữa được nha, mình ăn ớt cái cay chịu ớt á nó dễ chịu đúng không, nó chữa được. Còn ổng ăn cái củ tỏi nó cay khó lắm, nằm đâu nghe là mình đâu ổng nằm kia kìa, ổng bỏ biến củ ổng nhai. Mình ngồi bên mình trố mắt mình nhìn, ôi anh nó cay anh hả, anh lắc đầu. Một hồi sau anh nhai nhai chuẩn bị nuốt vô bò, anh sặc anh đỏ mặt anh bừng bừng lên. Anh nói trời ơi cái gì vậy bà, sao hồi giờ tôi không ăn tôi không biết ăn sao mấy người ta ăn hay dữ á. Nó không có bạn ơi, không ai ăn hay gì hết trơn á. Hôm đó anh rồi là tỏi nó rất là hèn, anh phải xắt nhỏ ra anh ăn, chứ không thể nào mà ăn nguyên một cái củ tỏi vô miệng nữa. Em nói anh không nghe giờ anh thấy sợ chưa, ông chụp ông đi nhả luôn á. Cái miếng đầu tiên là cái củ nhỏ nhỏ là ông còn ăn, miếng thứ hai là ông, cái củ thứ hai nó bự ông nhả gấp rút liền. Đâu ăn nổi đâu. Tưởng tới già rồi nói thôi tôi tưởng tới già không bao giờ dám ăn gì nữa. Ăn chứ, tại vì anh không có biết ăn. Anh ăn, anh tưởng đâu nó không cay rồi anh bỏ viên củ anh ăn không nổi đúng rồi. Nhưng mà cái tỏi của Việt Nam mà tỏi Lý Sơn á cả nhà.
cái tép nó chút chút ha. Ở Việt Nam mình có tỏi Lý Sơn, ở miền Trung mình đã tép chút 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 anh thơm đó, thì mình lọt ra tép nó nhỏ xíu bằng chiếc đũa này nè ha. Cái bỏ miệng nhai mà nó thơm, nó không có nồng, không cay, không khó chịu. Nhưng mà cái tỏi, tỏi là tỏi thông thường người ta hay sử dụng này, tỏi tép bự bự này không thể nào mà ăn riêng tép được. Cái mùi nó nồng mà nó kỳ lắm, nó khó chịu lắm. Ngâm giấm là phải sắc ra đó, sắc ra đó cả nhà. Mà ông bữa mình quên, mình làm biếng mình bình đó, mình làm biếng sắc đó, mình mua nó lọc sẵn để mình đổ vô đây luôn á. Cái đó lấy là phải sắc đó. Mình lấy cái hũ mình ngâm sắc, sắc ra nè, mỏng mỏng ăn mới được, cho đủ nguyên củ ăn nào nổi. Thích ăn giá nha, rất thích ăn giá, giá nó mát lắm, ngon quá. Ăn biết ngon mà mấy bữa tưởng chết không, mình trăn trối với chồng với con, trăn trối với người thân, mọi người đi, thì những bệnh đùng xuống cái đó. Là một tuần không ăn được, không uống được, cũng do ói ra, thuốc giật thở không được, đi bệnh viện cấp cứu ở emergency, sao mình tưởng muốn chết được, đúng không? Trời còn thương cái mẹ mình còn đó, đó là mình quên bỏ bún mà, bún vô mới ngon, nhét vô. Giờ đi cuốn rồi còn nhét vô nữa trời, còn đó, nhét được cầm nào hay cầm đó. Làm kêu rồi mà phần mình ăn thôi, con mình nó còn mới ăn, nó đi lên này trời, chắc mình chơi nửa cái. Chơi nửa cái thì trên nó tét rồi. Nhớ không có mình băng ra mình nhét bún vô đó tét dễ mà. Chắc cũng cũng ít thôi, bún nhiều bệnh nhân no lắm, để mình ăn thịt nên nó bị bổ cả nhà ơi. Mình cần chất bổ mà, chất bổ mà. Hai cái video trước mình ra mình nói mình bệnh chắc mặt mày mình ghê lắm ha. Cái này đỡ đúng không? Mắt bớt thâm, hồng hào, mình nhớ yếm mình chứ ăn những này nè. Mình có những bạn rất tốt. Tôi bệnh hai ba bữa cho nên nấu đủ thuốc để ăn đưa vô cho mình cứ như là mình nhà vô cùng đó. Nên mình muốn tin nó chị nấu được rồi. Đỡ chị nấu, em nấu biết ngày lắm, phiền lắm. Bạn sao nữa ha, đâu cần cái bạn nhiều, chỉ cần một người bạn tâm nhau, hiểu mình, thương mình, hiểu mình là được ha. Mình bệnh đau mua đồ ăn, mình nấu đồ ăn cho mình tốt rồi, đem tới tận nhà nó đưa luôn á, mình nó đi làm á nha, ở chung của mình ha. Dở nha, dở nước mắm này của nó cho luôn mới ghê. Em rồi ăn tới âm sùm thịt, nước mắm nó làm hủ luôn. Tiện đó cái mình làm nước mắm chấm mắm chấm chấm chấm, chán luôn. Chấm thịt nhiều luôn. Thích không mà. Ngon quá. Ngon lắm. Dạ không. Dạ nha. Ngon quá. Ừ.
ngon. Ngon lắm nè, giống như là chưa từng được ăn bánh tráng bao giờ, mà tôi muốn được bánh tráng cuốn nữa bao giờ rồi. Ngon lắm, ngon lắm nè. Giờ mà bắt củ tỏi nhậm nhạt xíu mình ăn cụ đó. Mà phải nha, còn hôm nay đi đo với nhau bồ nổi chuyện mình bệnh đó. Đúng không? Mình đang vô kỷ niệm nhá, nếu mọi người thích video mình là có ích mọi người xem là giải trí hay vui á, like share được ra cho mình cảm ơn rất nhiều luôn. Đó. Ăn nha, cơm tỏi nha, chuẩn bị tinh thần cơm tỏi đó, ăn tỏi mà con bị tinh thần. Ngon. Hết cổ nữa. Tao thử nha. Dạ, tụi bỏ mình đi khóc quá. Mình luôn. Có một cuộc chiến xảy ra giữa cái bụng mình và cái miệng mình. Phải cái cây kiểu nó không đâu nha, nó phòng cái đường hai bên á, phòng lũ á, chồng mình tôi hỏi mình bị á. Dạ. Phòng phòng rồi. Phòng mình cực nhau. Mắm hơi lạc ta. Mình khoan. Mình khoan cũng nhiều bạn mình vô một xíu nữa cho nên mình. Ngon quá, hai cuốn rồi, hai cuốn mình là ngon, ngon cực kỳ nguy hiểm luôn, một cuốn nữa nha cả nhà ơi, một cuốn. Nhưng mà nãy giờ chắc cái video này mình nói chuyện hơi nhiều hơi lâu quá hay sao, cái tỏi nó làm nóng lên ngực nha, nóng, nóng lắm, thằng miệng rồi mà luôn nóng lên ngực á. Khó chịu quá cả nhà, em biết có sao không, không sao nóng khó chịu vậy trời, sao em nóng như khó chịu vậy anh em, ăn ngon một lúc hai củ không biết có sao không anh. Sao vậy trời, phổi ơi phổi hỏi phổi yếu, lý do là phổi mình yếu. Việt Nam khi nắng về và như thế khi lạnh này 4 năm nay mới làm phổi mình yếu rồi, lạnh là nó không chịu được. Chuyện đang nói là bó tay rồi, phổi yếu rồi đó, có thể nó ở suốt làm được. Mới là nóng mất cả nhà.
Đúng rồi. Cho mới lấy ăn. Nó gì biết không cả nhà? Cái gì? Cà hoa cúc á. Cái bông hoa cúc luôn. Mình đỡ vô mình nấu nước, mình nấu khoảng một thìa mình uống cho nó mát. Mời cả nhà, mời 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 mời. Ngon. Ngon quá. Nãy giờ tìm một miếng rau thơm mà không ra. Đúng với không à. Mà mình là thích rau thơm. Tìm hoài không thấy mùi nó. Vừa túng được một miếng rau thơm trội nó đã. Ngon thiệt không? Thèm ăn với chồng. Chồng mình đó. Làm đó nhưng mà không có ngủ đâu. Mình đang nghĩ đó, anh trả đang nói. Báo là anh trả biểu á. Tắt tay về ơi, tôi làm vậy cho luôn mệt rồi. Bây giờ tôi ngủ. Làm nó không ra. Mình nói chuyện ông ra em rõ mà mình ăn rõ 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 mà ông ngủ được. Nên là mình giết ông nè. Ông ơi ông còn nè. Mình làm ơi ông còn. Ông không ai ngủ đâu. Chuối trên đầu ổng thường thường ổng ngủ là ổng gáy nha. Ổng không ai gáy là ổng chưa ngủ mà ổng nghe ăn sụp sụp từng việc. Video tới đây mình xin kết thúc nha. Cảm ơn, chào tạm biệt cả nhà và mọi người ha. Bye bye.